Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ôi được nhiều máu chứ. À, ba phát anh em ạ. Đình anh em. Ui vãi cả nồi. Đùa à? Hồi nhiều vậy. Ngon, được đấy. Đấy là lý do tại sao mình đổi sang Nguyên Vũ như thế anh em nhé. Ôi rồi anh em ơi, đúng như mình đã dự đoán thì luân hồi điện tuần này nó sang ngựa linh thạch thật anh em ạ. Mất con ruồi này. Con ruồi nó phải trả giá anh em nhá. Láo. Tiếp theo mình để em Chu Tước đây. Nếu như ra Chu Tước mình lấy một em nhá. Đấy, còn lý do tại sao mình lấy Chu Tước thì khi nào mà nó có lý do thì mình sẽ chia sẻ cho anh em sau vậy. Còn bây giờ thì tiếp tục là reset thôi anh em ơi. Ứng Long ra vài con đi xem nào. Ôi giời ơi, niên nhiếp các kiểu. Ô, mình quên đấy, đáng lẽ ra là nên lấy một vài game pet cam cam kiểu này. Nếu như nào thiếu thì mình sẽ lấy luôn để có thể kích duyên nhỉ. Rồi, Ứng Long của mình chưa full thì mình cứ chơi đã. Bao giờ full Ứng Long thì mình tính tiếp. Rồi ạ, nãy giờ là chưa ra đâu đấy nhá. Ô, Huyền Vũ nữa này. Lụm luôn một em nữa anh em ơi. Công này, cường hóa trị liệu và suy yếu trị liệu. Được nhà. Hợp lý đấy chứ. Làm mới thêm phát nữa đi. Ứng Long đây. Anh Long. Mày ơi. Cay ấy nhở. Kỳ lân này. Ôi vãi. Chưa cần ra gọi là 20 lần nó ra kỳ lân rồi anh em ạ. Được kỳ lân bây giờ không chơi nữa đâu. Khỏe lắm. Tiếp tục. Rồi, 8 lượt nữa chuẩn bị ra một em pet đỏ nữa rồi mà vẫn chưa thấy anh Long của mình đâu. Chịu anh Long đấy. Ôi dồi ôi. Bó tay với anh luôn. Ui, vãi thật. Ra nhiều Huyền Vũ thế nhở. Bú luôn. Suy yếu trị liệu cả liên kích thì không cần lắm anh em nhá. Tiếp tục còn làm mới. Ảo nhở. Nãy giờ ra hơi lắm. Huyền Vũ nha. Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh, đang cơn khát nước gặp ngay anh đái đường. Đang cần Huyền Vũ thì nó do ra ba em. Wow. Được của nó. Ủa. Như nào. Rồi. Ui chú tước này anh em này. Ra em chú tước bắt một em luôn. Ok. Để đấy. Rồi, tiếp tục đi. Ôi, vãi thật. Reset cực kỳ nhiều nhưng vẫn chưa thấy Ứng Long đâu. Toàn quá anh em ơi. Rồi. Ôi dồi. Như nào nhỉ? Ôi dồi. Vãi cả bìu thật anh em ạ. Bạch hổ à? Bạch hổ thì cho qua nha. Ô hay. Cho xin hai em Ứng Long thế nào. Đang rất cần Ứng Long để có thể là nâng cấp cho nó mạnh mẽ lên. Sao còn thiếu nhiều quá trời quá đất luôn mà nó không ra này. Chết tôi. Ôi rồi. Đây rồi. Một em. Suy yếu sát thương bạo và nhạy bén. Chán lắm lòng ạ. À. Chịu luôn ý. Bốn lần nữa. Làm gì đây. Huyền Vũ nữa hay không nào. Huyền Vũ, kỳ lân, không phải phắn đi, anh Lân à. Ui, xin lỗi nhá, không biết là có anh em nào xem video của mình tên là Lân với cả Long nãy giờ. Gọi tên hơi nhiều, biết đâu lại giật mình, chết. Vô chi kỳ nãy giờ ra ba con liền, nhưng thứ mình cần lại là anh Long nữa. 5, 3, 2 và 1. Lại kỳ lân. Cú nhỉ. Tiếp tục đi. Ôi dồi ôi. Những anh em nào mà nhân phẩm mà đen giống như mình đây thì mới thấy là nạp cái ô kích cường hóa trị liệu anh em ạ. Cày thế chứ lị. Đại bảo là nếu như anh em nào nhân phẩm đen giống như mình thì mới thấy là cái thẻ chọn đời nó phát huy tối đa được cái công dụng của nó. Khi mà reset tìm pet đỏ, mỗi một lần mà tích lũy tài nguyên như thế này này, mình sẽ có nhiều điểm đúng không? Mình reset nhiều. Còn nó méo ra. Cú vãi cả trưởng anh em ạ.
như nào? 8 lần nữa. Ok ạ. 3 2 và ui dồi ôi, Huyền Vũ này hôm nay ra lắm, Huyền Vũ thực sự luôn. Cũng là bú được đấy anh em ạ. Luân hồi điện. Đây rồi. Ái chà, khả năng cao lại đủ điểm để bú nốt em Huyền Vũ nữa ấy nhỉ. 5970 rồi này. Ngon nha. Ấy, quên mất. Triệu hồi linh thú. 1144 này. Vã luôn anh em ơi. Cường hóa linh thú này. Hút máu, kháng phản công và kháng né à. Nào nó cứ sai sai kiểu gì nhỉ anh em nhỉ. Không thấy có cường hóa trị liệu hay gì cả. Cú 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 với trường luôn anh em ạ. Để mình xem lại là suy yếu linh thú, cường hóa linh thú. Bây giờ mà có bên này ra nào, cường hóa trị liệu, kháng hút máu, liên kích, nhẹ bén, choáng. Không ra gì. Nhìn chung là không ra gì anh em ạ. Thôi thì mình cứ nốt trưởng thử một em, biết đâu ra dòng cường hóa linh thú thì sao. Ờ không, gọi gì, lấy cái dòng này này, cường hóa trị liệu này. Đằng nào cũng chơi liễu đạo chân thì biết đâu cường hóa trị liệu thêm tí. Rồi, kháng né à, vứt luôn. Như hạch ý. Nốt chửng luôn à. Cho mày bay luôn nha, suy yếu linh thú còn hơn. Rồi, suy yếu linh thú, à suy yếu trị liệu lên 10 này. Ê, suy yếu linh thú không cộng tín nào, cường hóa linh thú lên cộng 8. Thôi cũng được anh em ạ. Tuyệt vời. Tăng cấp phát. Ờ, nhưng mà bây giờ Huyền Vũ của mình bắt đầu này. Kháng hút máu, kháng phản công, kháng phản kích, bạo kích, cường hóa trị liệu, suy yếu trị liệu và công. Hơi phế công nhỉ. Cái này là suy yếu trị liệu, liên kích, kháng liên kích, cường hóa linh thú. Ồ, nghe vẻ là cũng hợp lý này. Kháng phản công, hút máu, kháng né. Cày thế nhỉ. Ở đây chỉ còn có 200 điểm nữa thôi. Thế này thì không đủ rồi. Bắt buộc là mình phải chọn một trong số những em ở đây nha em nhé. Stellar. Cường hóa trị liệu và suy yếu trị liệu. Mình thấy cái này là nó hợp lý này anh em này. Mặc dù đây là mình có cường hóa linh thú nhưng mà lại không có suy yếu trị liệu. Bây giờ mình đi chơi né mà gặp suy yếu trị liệu là cũng được ấy chứ. Thế bây giờ mình sẽ nâng luôn. Cường hóa trị liệu đúng không? Lên. Wow. Tiếp tục. Cường hóa trị liệu. Ok. Rồi. Cường hóa linh thú. Cho mày đi nốt. Công à? Không ăn thua. Nhìn chung là nó cũng không ăn thua lắm anh em ạ. Rồi, thế là mình cũng có được em Huyền Vũ 3 sao. Đấy, bây giờ nâng cấp level lên. Sau đó cho vào đội hình, đúng không? À, và làm em viện trợ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ Kỳ Lân ra. Mỗi tội bỏ Kỳ Lân ra là mình cũng sẽ mất khá yêu lực đấy. Sẽ mất khoảng bao nhiêu nha anh em. Mình sẽ bỏ Kỳ Lân đi này. Hay. Cho vào đây là em Huyền Vũ. Xem hồi máu nó có ngon lành cái nào nhá. Trừ đi 255 vạn thôi được. Thử luôn xem là em Huyền Vũ nó sẽ như thế nào. Ái chà chà chà, có tí hồi máu anh em ơi. Mỗi tội là hồi hơi ít. Thôi chết rồi, quên mất chưa nâng cấp level cho em Huyền Vũ anh em ạ. Ok nhỉ. Choáng né, tách luôn. Thôi xong rồi, mình phải đi nâng cấp cho em Huyền Vũ nữa chứ. Úi à, úi à. Ây à. Chưa thấy hồi máu thêm được phát nào đâu nha. Trận tiếp theo đi. Cứ khác ba một đánh thôi anh em ơi. Rồi, khi mà có kết hợp với cả thủy quân đại đế nữa thì hy vọng rằng là Huyền Vũ nữa nó sẽ cường hóa trị liệu lên rất là nhiều nha anh em. Mỗi tội nãy giờ chưa thấy Huyền Vũ nó hồi máu được phát nào cả anh em ạ. Ôi dồi ôi. Rồi, có thấy anh Vũ đánh đâu. Chịu anh rồi. Em chịu anh rồi. Đứng như trời trồng luôn. Rồi, anh phải như thế nào anh mới chơi đây? Trận này có thắng được không? Ai à? Anh rất là kiên trì rồi nhá. Anh Huyền Vũ này tính rất là lầm lì và kiên trì luôn. Kiên định, dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng. Ba chân.
Anh ấy đứng im luôn. Đấy. Chất. Quá chất luôn. Không có gì để nói. Vô cực tử xem nào. Wow. Ông bạn này cũng áp lực chiến nhanh quét nhở. Đấy. Chút ra được hồi máu một phát này anh em này. Hai phát này. Hợp lý luôn. Hồi được nhiều máu chứ. À, ba phát anh em ạ. đỉnh anh em. Vãi cả nồi. Đùa. Hồi nhiều vậy. Ngon. Được đấy. Đấy là lý do tại sao mình đổi sang Nguyên Vũ như thế anh em nhé. Trời ơi, PK xong còn đầy nguyên cái máu. Ảo ma Canada luôn anh em ạ. Ngon. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Và hy vọng rằng là những anh em nào mà tích lũy ngự linh thạch theo mình ngày hôm nay xả đi thì có thể là lụm được một em pet đỏ nữa nha anh em. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.